tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Thưa quý vị, theo kết luận của C03 Bộ Công an, toàn vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhóm bà Trương Mỹ Lan đã rửa tổng cộng hơn 445.747 tỷ đồng, vận chuyển trái phép hơn 106.730 tỷ đồng qua biên giới nhằm mục đích trả nợ và vay nợ. Trong giai đoạn 2 của đại án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục bị đề nghị truy tố với 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan trong giai đoạn 2 của đại án có 33 người khác, cùng về 3 nhóm tội danh, trong đó ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền và Trương Huệ Vân, cháu gái bà Lan, bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra giai đoạn 2 của đại án, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, để che giấu nguồn gốc tiền và hợp thức việc sử dụng 415.666 tỷ đồng từ việc tham mô tài sản của ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã sửa bằng cách chuyển vào tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân rồi tiếp tục chuyển rút tiền mặt sử dụng. Cụ thể nhóm bà Lan dùng hơn 287.431 tỷ đồng chi trả cho các khoản vay tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các dự án, còn lại hơn 128.234 tỷ đồng được bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, nhóm của bà Trương Mỹ Lan còn rửa hơn 30.081 tỷ đồng thu được từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 35.824 bị hại thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu của 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Secha, Sunny World nhằm che giấu nguồn gốc cắt đứt dòng tiền. Bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm sử dụng thủ đoạn rút tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng SCB giao cho ông Bùi Văn Dũng, lái xe của bà Lan, chuyển tiền cho các tổ chức cá nhân đứng tên, nộp tiền mặt vào các tài khoản theo chỉ định. C03 Bộ Công an kết luận toàn vụ án nhóm của bà Trương Mỹ Lan đã rửa tổng cộng hơn 445.747 tỷ đồng, trong đó hơn 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham mô tài sản của ngân hàng SCB và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 35.824 bị hại. Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, C03 Bộ Công an kết luận từ ngày 27 tháng 10 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng. Cụ thể, 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ và 21 công ty nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trong nước trái quy định pháp luật với 152 giao dịch tổng số hơn 3 tỷ đô la Mỹ. C03 Bộ Công an cho rằng việc chuyển tiền quốc tế của nhóm bà Trương Mỹ Lan đều thông qua các hợp đồng mua bán cổ phần vốn góp hợp đồng tư vấn, hợp đồng vay nợ khống giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức ở nước ngoài. Trong vụ án, C03 Bộ Công an cáo buộc bà Trương Mỹ Lan nắm vai trò xuyên suốt chỉ đạo rút chuyển tiền vào tài khoản đứng tên tổ chức cá nhân chuyển giữa các tài khoản để sử dụng thanh toán, trả gốc, lãi trái phiếu chi trả nợ các khoản vay tại ngân hàng SCB, chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của ngân hàng SCB chi cho dự án đang triển khai dở dang, dự án mũi đèn đỏ, dự án A6 thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển khoản thanh toán các khoản chi tiêu cá nhân để chuyển tiền qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan cho các đối tượng Trịnh Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Triều Binh Kiều Kenet, luật sư được bà Trương Mỹ Lan giao quản lý các công ty nước ngoài và lãnh đạo SCB là Võ Tấn Hoàng Văn, Cheng Y Trung Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần vốn góp tư vấn vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. Tổng số tiền mà bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới được cơ quan điều tra xác định là hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 106.730 tỷ đồng. Theo kết luận giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, C03 Bộ Công an xác định giai đoạn 2018-2020, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống không có tài sản đảm bảo. Hiện mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân gồm công ty bất động sản An Đông, công ty đầu tư An Thuận, công ty Sunny World và công ty dịch vụ thương mại thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Secha. Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng. Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư. Số tiền thu được nhóm Bà Lan không dùng đúng mục đích phát hành trái phiếu nên hiện chưa thể khắc phục hậu quả. Quá trình điều tra hành vi lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng đối với hơn 35.000 nhà đầu tư trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm, cảnh sát cũng xác minh về trách nhiệm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX trong việc quản lý hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ. Kết quả cho thấy các công ty An Đông, An Thuận, Sunny World và Secha không niêm yết trên sàn chứng khoán nên không thuộc phạm vi quản lý, giám sát, thanh tra và chấp thuận cho phép phát hành trái phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng HNX. Pháp luật cũng không có quy định nào buộc hai đơn vị này giám sát việc phát hành trái phiếu và sử dụng tiền đúng mục đích phát hành trái phiếu. Từ tháng 10 năm 2022 đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX có hoạt động thanh tra kiểm tra các công ty chứng khoán liên quan việc tư vấn phát hành trái phiếu cho nhóm thuộc Vạn Thịnh Phát và đã xử phạt hành chính nhiều doanh nghiệp có vi phạm. Cảnh sát cũng cho rằng chưa có thông tin tài liệu chứng cứ thể hiện sự thông đồng, móc ngoặc, bảo kê hoặc biết sai phạm nhưng bỏ mặc cho 4 doanh nghiệp phát hành trái phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX. Ngoài ra, các quy định về vai trò trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực phát hành trái phiếu như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn chung chung, chưa chặt chẽ, chưa cụ thể về việc kiểm tra giám sát quá trình tạo lập trái phiếu và sử dụng tiền bán trái phiếu đúng mục đích. Do vậy, cơ quan điều tra chưa có căn cứ xem xét trách nhiệm đối với cá nhân tổ chức liên quan thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX trong việc phát hành trái phiếu của nhóm công ty An Đông, An Thuận, Sunny World, Secha. Tại kết luận điều tra, cảnh sát cũng kiến nghị các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát còn dư nợ trái phiếu có tài sản đảm bảo cần phối hợp với công ty chứng khoán TVSC và ngân hàng SCB khẩn trương xây dựng giải pháp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho các trái chủ. Ủy ban chứng khoán nhà nước và HNX cần có biện pháp giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc trả nợ trái phiếu. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Đồng thời đề nghị truy tố 34 bị can về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong số 34 bị can bị truy tố này có bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người đã bị tuyên án sơ thẩm với hình phạt tử hình. Trước đó tại một cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, phó cục trưởng C03 cho biết, trong giai đoạn 2 của điều tra, cơ quan điều tra tập trung vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan. Quá trình điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan có hành vi rửa tiền thông qua việc đầu tư vào dự án bất động sản và chuyển tiền ra nước ngoài. Cụ thể, kết quả điều tra xác định từ năm 2018 đến năm 2020, nhóm người liên quan đến Vạn Thịnh Phát cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và một số bị can khác đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Do số lượng bị hại rất lớn, nên C03 đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát. Tại bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên về vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, ngoài mức án cho 86 bị cáo, hội đồng xét xử sơ thẩm cũng nêu 8 kiến nghị để cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình điều tra vụ án ở giai đoạn 2 cũng như kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu đô la Mỹ liên quan đến bà Trương Mỹ Lan để có cơ sở thu hồi, khắc phục hậu quả, đồng thời làm rõ các sai phạm nếu có rồi xử lý theo quy định. Cơ quan điều tra cũng cần làm rõ các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án mà bà Trương Mỹ Lan hoặc người của bà Lan hợp tác giao kết, giao dịch để xác định đúng bản chất các giao dịch. Việc này giúp xác định tài sản vi phạm nếu có của các tổ chức cá nhân liên quan rồi xem xét thu hồi khi giải quyết giai đoạn 2 vụ án. Ngày 30 tháng 5, trong cuộc họp của Thường trực Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, khi điểm lại những kết quả nổi bật, Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, đã được xét xử sơ thẩm do Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử, mức án dành cho các bị cáo rất nghiêm khắc cũng rất nhân văn, trong đó lần đầu tiên tuyên phạt tử hình đối với một bị cáo là chủ doanh nghiệp tư nhân về tội tham ô tài sản. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Việt Nam Net sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!